đây quả là một ngày bình yên các bạn ơi, và tôi cảm thấy không có gì bình yên hơn lúc này khi mà không có thứ gì có thể làm phá nhiễu tôi được hết. Ha ha ha, vui quá các bạn à. Đúng là một ngày tuyệt vời mà. Ôi sao mình nghe tiếng gì như tiếng xe cảnh sát vậy ta? Đừng nói là ôi sao có chiếc xe cảnh sát đang tới nhà mình vậy ta? Ôi hình như cảnh sát đang đi đâu vậy? Ok vậy làm gì vậy? Làm gì vậy? Ôi cái gì vậy? Sao chiếc xe cảnh sát nó tông vô cái nhà tôi rồi? Trời đất ơi, chiếc xe cảnh sát tông nát cái nhà. Ôi trời ơi. Đúng rồi là cảnh sát. Ôi trời ơi, mấy anh sao tự nhiên bắt tôi đâu làm gì đâu, tôi đâu làm gì đâu trời. Anh đã phạm tội đánh con heo mà còn đẩy bà già xuống sông hả? Đánh con heo thì có gì mà đẩy bà già xuống sông làm gì có trời. Không có không có vậy trời ơi. Không có nhiều, lên đô, lên phu. Tôi còn không hiểu tại sao tôi bị bắt nữa. Tự nhiên đánh con heo rồi đẩy bà già thì tôi có làm gì đó đâu trời. Bây giờ thì ở đó ăn năn sám hối đi. Ăn năn sám hối rồi, tôi xin lỗi mấy anh, thả tôi ra đi mà. Mặc dù tôi không làm chuyện này cả nhưng mà thả tôi ra đi mà. Tôi biết lỗi rồi mà, làm sao tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi biết lỗi. Thật sự như mấy anh cười. Ủa sao giọng mấy anh bây giờ nghe nó quen quen vậy ta? Ủa đừng nói ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ta vậy đừng nói là tôi vô tù sao hèn gì? Mình thấy có gì đó sai sai trời đất ơi. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Ba người còn đứng ngoài cười nữa trời đất ơi. Giờ muốn được thả cái thì chơi thử thách với tụi tôi trời đi. Trời đất ơi, còn có chuyện đó nữa. Hai đứa rồi thả tôi ra đi. Muốn chơi thử thách gì thì thả tôi ra trước đi rồi chơi. Ok ok trời đất ơi, mấy cái đứa này thiệt chứ các bạn lúc nào cũng quậy tôi hết á. Được rồi, nhưng mà muốn chơi thử thách gì nó cười quá. Chơi thử thách ra nhà tù an toàn. Cái gì nhà tù an toàn? Đừng nói là mọi người muốn tôi xây nhà tù thêm là bắt tôi vô tù như vậy nha. Trời đất ơi, muốn đủ thì cứ đủ, thì cần gì phải làm vậy đâu. Bây giờ mình chấp nhận tham gia thử thách. Đúng rồi, chấp nhận tham gia thử thách, nhưng mà nhớ nha, bây giờ tôi mà thắng thử thách mọi người là tôi sẽ bắt mọi người bỏ vô tù trong này luôn. Được rồi các bạn ơi, vậy mà bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tham gia thử thách thì các bạn có thể chấm điểm cho tụi tôi bằng cách comment ở dưới để quyết định người chiến thắng trong thử thách hôm nay nha. Còn bây giờ thì let's go. Được rồi, và tụi mình đã tới cái sân trống để chúng ta có thể bắt đầu xây cái nhà tù an toàn rồi. Mọi người hãy nhớ là chọn cho mình một khu để xây cho mình cái căn nhà tù thiệt là an toàn, sau đó những người sẽ bị nhốt vô tù và tìm cách thoát ra khỏi nhà tù đó, thì xem thử nhà tù của ai là bảo mật nhất, là an toàn nhất, để không thể nào vượt ra được thì người đó sẽ chiến thắng như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu tới nào. Tôi xí bên này, tôi xí bên này nha. Ok 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 ok. Cái nhà tù này cần rất là cứng cáp để mà gọi là tù nhân không thể nào mà vượt qua được cái nhà tù đó các bạn đó, nên mình sẽ sử dụng cục sắt để cho nó cứng cáp các bạn à. Được rồi, sau đó mình sẽ sử dụng thêm những cái bẫy để tăng thêm tính bảo mật cho cái nhà tù an toàn của tôi cả các bạn. Được rồi, thì đầu tiên chúng ta đã xong cái phòng tù bằng sắt rồi các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ lắp cái phần trên lại, sau đó mình sẽ trang trí bên trong này nó gọi là như một cái nhà tù luôn các bạn à. Và để tăng thêm phần gọi là bảo mật, chúng ta sẽ gắn những cái lưới sắt này vào những cái lưới này, được gọi là lưới điện nha các bạn. Tại vì khi mà chúng ta đụng vô lập tức nó sẽ có một nguồn điện nó được kích hoạt lên. Bây giờ mình thử cho các bạn coi nha. Thử đụng vô một cái nhẹ lên để coi. Trời ơi, giật điện. Trời đất ơi, bởi vậy nhân nào mà dám đụng vô cái đó một cái là giật điện chắc luôn. Trời đất ơi, giật điện quá. Và sau khi có được cái dây điện ở trên này thì không có sợ gọi là tù nhân có thể trèo ra ngoài được các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái gọi là song sắt để chặn cái phần trước này lại đó. Nhà tù là cũng có song sắt hết coi đó. Chúng ta sẽ làm một cái song sắt ngay ở đây. Và cuối cùng là đặt một cái cửa tù vô đó. Cửa này thì phải cần chìa khóa mới mở được các bạn. Trời đất ơi, nhìn vô một cái là thấy giống cái nhà tù rồi các bạn. Ai mà dám vô đây thì một là gì đã vô thì không thể nào mà ra được luôn các bạn ơi. Được rồi, vậy là xong cái phần đầu tiên, đó chính là cái phần vỏ bên ngoài của cái phòng tù rồi các bạn ạ. Và tất nhiên trong tù chúng ta phải có ghế và có giường cho gọi là tù nhân rồi các bạn đó. Bên này mình sẽ cho một cái ghế và tất nhiên cũng không thể thiếu được một cái toilet nữa các bạn ạ. Đó, trong tù phải có toilet nha các bạn. Đó, hãy cha được rồi. Tới phần quan trọng nhất đó chính là làm sao để tù nhân có thể vượt ngục ra khỏi cái nhà tù này, thì mình sẽ chuẩn bị một cái đường có thể vượt ngục. Chúng ta sẽ xây dựng thêm những cái bẫy gọi là những cái bẫy án toàn để xem thử những người đó có thể đủ thông minh để vượt ra khỏi cái nhà tù này không nha các bạn ơi. Cùng xem nha. Và cái chìa khóa để có thể thoát ra khỏi cái phòng tù này đó chính là nằm đằng sau cái toilet này coi. Thì đầu tiên mình sẽ đặt một cái tấm gọi là cái tấm nắp ống cống ngay đằng sau cái này đó. Đặt một cái ngay này đó thì các bạn có thể thấy đằng sau nó sẽ có một cái nắp ống cống, và xíu nữa làm sao để chúng ta có thể đẩy được cái toilet này qua một bên, và mình sẽ mở cái nắp ống cống này để chui ra được thì chúng ta có thể thoát ra được cái phòng tù này nha các bạn. Và nếu chúng ta có thể chui vô được cái ống cống này thì nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái đường ra khỏi cái phòng này, đó chính là một cái ống cống khác các bạn đó. Mình sẽ bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng một cái hệ thống ống cống để có thể dẫn chúng ta ra tới một cái căn phòng khác, và căn phòng đó mình sẽ xây dựng những cái thử thách liên quan tới vượt ngục các bạn. Và bây giờ trước tiên chúng ta cần làm cái ống cống này nó sẽ dắt mình đi đâu cái đã coi đó. Mình sẽ làm cái đường ống cống trước cho các bạn coi nè. Thì sau
khi chúng ta đã có cái hệ thống này rồi, mình chỉ cần lắp cái phần ống cống lại được. Đó, mình sẽ nối cái ống cống lại. Được rồi, vậy là chúng ta đã xong cái hệ thống ống cống được, có thể vượt ngục rồi. Bây giờ mình sẽ game mất 3 để mình bay vô trong cái quặng còi đó. Đây chỉ là cái hệ thống mình xíu nữa. Tụi nó sẽ phải, ba người kia sẽ phải chui vô trong này và phải bò chuyền trong ống cống này để mong muốn có thể vượt ngục được đó. Cái này thì nó sẽ dẫn tới cái chỗ toilet của mình ban đầu để có ai đó. Thì đó chính là cái cách để chúng ta có thể thoát ra được cái chỗ này. Và cái đường ống này nó sẽ dẫn cho chúng ta tới một cái chỗ khác, đây chính là cái căn phòng mà mình chuẩn bị xây cái thử thách bên trong đó các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ xây những cái thử thách, những cái bẫy thiệt là khó, thiệt là an toàn để những cái người mà muốn vượt ngục khỏi không thể nào mà vượt được luôn các bạn à. Và mình đã chuẩn bị một cái hệ thống gọi là hệ thống báo động các bạn, và chúng ta chỉ cần khi có người bước qua cái vạch đỏ này mình đã chuẩn bị sẵn thì nó sẽ kiểm tra, và chỉ cần có người bước qua một cái lập tức nó sẽ kích hoạt báo động đỏ. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi, ví dụ mình nhảy qua một cái ấy, trời ơi nó bắt đầu báo động đỏ kìa các bạn, cái đèn nó bắt đầu chớp và kìa, đó chỉ là cái báo động đỏ sau khi phát hiện có người đã vượt qua được đó các bạn. Thì sau khi báo động được bật lên thì lập tức hệ thống an ninh của nhà tù tô gà nó sẽ được kích hoạt các bạn ơi. Thì đó là gì các bạn chuẩn bị xem nè, các bạn nên kích hoạt nè. Ôi đồn các bạn nhìn thấy không, đó chính là hệ thống an ninh của tô gà SE siêu đô luôn các bạn. Thì sau khi gọi là cái đèn gọi báo hiệu nó bị bật lên gọi là báo động đỏ một cái thì lập tức nó sẽ có một cái thang máy nó đi lên, và bên trong đó chứa là một ông cảnh sát siêu đô con, và ông này ông chính là người gọi là an ninh có thể rượt theo những cái kẻ vượt ngục đó các bạn. Đó các bạn thấy hệ thống an ninh của nhà tù tô gà có xịn không, thì đừng quên cộng điểm cho tôi nha. Còn bây giờ thì sau khi mà chúng ta hả muốn tắt cái hệ thống này thì chúng ta chỉ cần bấm về một cái đó, tạm biệt ông cảnh sát nha, thì ông sẽ được giấu ở dưới này. Và trên cái đường này mình sẽ xây thêm thiệt là nhiều những cái chướng ngại vật để gọi là tăng thêm độ khó cho người chơi nha các bạn ơi. Cái chướng ngại vật đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một cái rất là quen thuộc, đó chính là laser, và cũng rất là hiệu quả nha các bạn. Thì đây mình sẽ đặt thiệt là nhiều cái laser, và các bạn sẽ thắc mắc là lỡ cái laser này dính vô trúng cái ông cảnh sát thì sao. Thì các bạn yên tâm, tại vì ông rất là mạnh, ông sẽ không sợ với cái laser này đâu, nên chỉ có tù nhân mới sợ thôi. Sau khi đã xong cái hệ thống laser rồi thì chúng ta sẽ đến với một cái thứ gọi là lưỡi quay quạt các bạn, gọi như đi. Mặc dù nó rất giống cái quạt nó hay quay cho nhà mát, nhưng mà cái này chính là cái bẫy quay trong cái hệ là nhà tù để nó không có mát đâu. Tại vì khi mà chúng ta đi vô mà chúng ta không cẩn thận một cái thì nó sẽ quơ chúng ta, coi chừng nó rất là sắc nhỏ các bạn nhìn kìa. Ủa rồi cái lưỡi dao nó hơi bị ghê đó các bạn. Thì một khi vô đây thì chúng ta phải nhảy liên tục để không cho nó chém chúng mình. Trời ghê quá. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái chướng ngại vật tiếp theo nào. Được rồi, và chướng ngại vật tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái hệ thống gọi là mạng lưới nhện khổng lồ các bạn. Đây mình sẽ đặt thiệt là nhiều cái mạng nhện khổng lồ đó. Thì tụi đó một khi đây đi vô đây tụi nó sẽ bị kẹt cái mạng nhện này, tụi nó phải luồn lách làm sao có thể chui qua được cái khe hở mà không để bị mắc lại trong cái mạng nhện. Còn nếu không, nếu mà bị mắc lại thì cái ông cảnh sát tô gà đô ở đằng kia ở xíu nữa ông sẽ tới ông bắt cho mà coi. Để mình phải đặt thiệt là nhiều cái mạng nhện lên để tăng thêm độ khó nha các bạn ơi. Khi mà chúng ta chui vô cái mạng nhện này chúng ta cũng phải đi qua thật là nhanh. Còn nếu không, nếu mà đi vô đúng mấy cái chỗ mà chú nhện độc chú đang đu tơ này một cái là lập tức mình sẽ bị cắn ngay và chiều gọi là bị độc giết chết trước khi mình vượt ra khỏi nhà tù luôn đó các bạn à. Chúng ta sẽ đến với cái chướng ngại vật tiếp theo. Đây rồi, hay rồi, thì cái chướng ngại vật này có tên là chướng ngại vật xương rồng sa mạc các bạn. Tại vì đi qua thử thách này chúng ta không thể đi một cách bình thường mà chúng ta phải bò trườn xuống ở phía dưới cái lớp kính mà mình đã chuẩn bị, và vừa bò chúng ta còn phải vừa né những cái hả xương rồng rất là nhọn luôn. Bởi vì vậy chúng ta phải bò qua, và khi đó mình sẽ bay ở trên này mình sẽ chứng kiến mọi người bò qua xuống cái chỗ xương rồng này rất là mắc cười luôn các bạn. Và chúng ta sẽ bò qua được và bò qua đây, và sau khi chúng ta bò qua hết lớp kính này thì chúng ta có thể đứng dậy đi một cách bình thường. Và sau khi chúng ta có thể vượt qua được cái thử thách xương rồng sa mạc này rồi thì chúng ta sẽ tới nơi cái chỗ cuối cùng, đây chính là cái sân cuối cùng cũng coi như là chướng ngại vật cuối cùng các bạn. Các bạn biết đó là gì không? Đó chính là bây giờ mình sẽ đặt một cái rương ở đây hay cha. Và mình sẽ để những cái vũ khí vô đây, mình sẽ đặt tổng cộng là 3 cây kiếm. Thì các bạn biết 3 cây kiếm này để làm gì không? Đó chính là chúng ta phải quay lại đánh ngược trở lại các ông cảnh sát tô gà kia mà nếu mà muốn có thể vượt khỏi đây, tại vì ông đó chính là người giữ chìa khóa đó các bạn ơi. Đó chính là cái chìa khóa để có thể mở được cánh cổng thoát ra khỏi chỗ này. Thì đó thì ba người kia sẽ phải tiêu diệt được cái ông cảnh sát đó thì may ra có thể lấy được chìa khóa và thoát ra khỏi thử thách này. Không biết mấy người kia xong chưa nhỉ, để mình hỏi thử coi. Mọi người ai xong chưa? Tôi xong rồi nè. Hình như tất cả mọi người đã xong rồi coi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới lượt review từng cái nhà tù, xem thử nhà tù của ai là xịn nhất trong ngày hôm nay nha coi. Còn bây giờ thì chúng ta được rồi, bắt đầu review thôi nào. Ôi đằng kia là của Jack VN. Đúng rồi, nhà tù của tôi đây nè. Wow, nhà tù của Jack được làm từ đất các bạn ơi. Được rồi, vậy bây giờ mình đã thấy mình chúng ta nên đi vô test nhà tù của ai trước rồi đó các bạn ơi. Được rồi, mọi người tập trung lại nào. Coi tập trung đã đủ okay. Rồi. Chào mừng tới cái nhà tù của tôi nha mọi người. Giờ đi vô đi. Đây chính là nhà tù của Jack này các bạn. Nhìn bên ngoài này, trời đất ơi, nhìn con bảo mật phết ở phía trên không phải là những cái hàng rào điện như tôi mà là những cái hàng rào gỗ nhìn nó cũng nhọn rất là sắc bén đó các bạn ơi. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi vô bên trong nhà tù của Jack này các bạn. Trời ơi, một khi nó đi vô nhà tù thì mọi người bắt đầu kiếm cách vượt ngục đi. Trời sao chị mèo ngồi đó đi toilet rồi sao mà vượt ngục được trời. Trời đất ơi, kiếm coi. Trời đất ơi, mắt cái gì mắt bắt đầu kiếm những cái chỗ vượt ngục đó. Ở trong cái này có gì không ta? Không biết bên cái cây này có gì không? Ôi, bên trong cây này không biết có gì không ta. Ở trong một cầu có hay là dưới cái giường có không ta? Ôi, bên này cũng không có. Sao tự nhiên ở giữa này thấy có cái gì, cái thảm gì vậy ta? À, cũng có vẻ khả nghi á. Ôi được rồi, bây giờ mình thử đập cái thảm này ra xem thử. Ôi, ơi, hình như có gì bên dưới anh em ơi. Ôi, có gỗ vậy. Thấy rồi nha, tự nhiên có một
một cái cánh cửa không lẽ đây chính là cái đường để thoát ra khỏi nhà tù anh ơi. Được rồi đi xuống đi xuống đi xuống. Ủa điều này chính là cái đường vượt luôn anh em ơi. Ủa đi lên thử coi cái này là cái gì đây. Ủa cái này là gì đây. Mê cung sao. Ôi trời ơi, hình như mấy người cảnh sát bắt đầu phát sáng lên rồi kìa các bạn ơi. Ôi vậy là mình có thể thấy được những người cảnh sát để mình né đó. Huy với chị Mel ơi, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Hello, bị phát hiện rồi. Có một cái đường. Ôi bên trong có một cái cần gạt này nè ơi. Ai da, chết nữa rồi. Ôi giời tôi trở lại quay nhưng mà cái cần gạt này để làm gì ạ? Ờ để làm gì? Làm gì? Mở cửa. À cái cần gạt này để mở cửa nè ơi, kiếm cửa giùm tôi anh em, kiếm cửa giùm tôi nha. Ôi trời ơi. Ai da. Chết nữa rồi. Mọi người ở đâu vậy? Mọi người ở đâu vậy? Cứu tôi với, cảnh sát đông quá ơi, bên này. Ôi thấy cái đường ra kìa nè ơi, gạt cần này nhanh nhanh nhanh, cảnh sát tới kìa, mở cửa nè. Giúp mừng mọi người ra tù nha. Ông cảnh sát này ông đi ra đây ông bắn tôi luôn nè, trời ơi ông làm gì vậy? Thôi vậy là chúng ta đã vượt ra được cái nhà tù của Jack các bạn. Nhưng kia à, nhà tù của Jack là bên trong này là toàn là mê cung đó các bạn, mà chúng ta có thể mọi người gọi là ra được cái chỗ này bằng cách tìm ra được một cái cần gạt. Vậy là xong cái nhà tù của Jack rồi. Đừng quên chấm điểm cho cái độ khó của nhà tù bao nhiêu điểm thì comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì chúng ta tới về nhà tù của người tiếp theo. Nhà tù của người tiếp theo là của ai đây? Ai đây của tao đó. Ôi nhà tù Quy đó các bạn ơi, được làm từ kim cương luôn sao? À nghe có vẻ chắc chắn lắm các bạn ơi. Được rồi, bây giờ đi vô cái nhà tù Quy đó rồi các bạn. Nhà tù đóng cửa luôn rồi. Ôi trời ơi, nhà tù gì mà trong này có cái chỗ tập tạ rồi mà giường hay gì. Ủa có hai giường, ba người trong tù lận mà Huy nó. Rồi kiếm xung quanh thử đi. Ok được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu kiếm xem thử cái đường ra là nằm chỗ nào. Ấy có nằm dưới thảm giống như là dắt VN ông ta, đập nó ra thử đi chị Bé ơi. Hay cha. Trời đất ơi, không có gì hết. Trời đất ơi, dưới này chỉ là đất thôi các bạn ơi, không có gì hết trơn. Ủa nhưng mà rốt cuộc làm sao? Từ tôi vừa thấy có gì đó nó kỳ kỳ các bạn ơi. Hình như cái chỗ bức tường cái này nó có gì đó nó nhô nhô ra nè em ơi. Hay là chúng ta thử trèo lên đây dưới dắt ơi, thử chạy nhảy lên coi nè. Hãy cha. Ok. Cái gì vậy? Đâu. Nhìn này, nhìn này. Bên này mình có. Rồi mình có thể nhảy lên trên này được hay sao đó các bạn ơi. Được rồi, thử nè. Trời đất ơi, có vẻ thông minh của ta. Ấy từ chị Bé đem nhảy trước cho. Ok nhảy. Hãy cha nhảy qua này rồi. Ui bên này có một cái nữa. Đất rồi, trời khó quá vậy. Thôi đừng nhảy lại đây anh em ơi, nhảy lại này lên đây một cái rồi. Nhảy qua đây một cái này. Chuẩn bị nè chị Bé ơi. Hãy cha ơi, nhảy qua được bên này các bạn ơi. Lên đi. Mọi người lên đi. Có lên từ nhảy từ thôi. Qua bên kia. Đúng rồi. Lên cái cục tiếp theo kìa. Ra được luôn rồi. Bây giờ tới lượt chị Mel này, cố lên chị Mel, cố gắng vượt ra khỏi cái nhà tù quy nấp đi. Đúng rồi, nhảy lên cái nữa. Được rồi. Thành công rồi. Vậy bây giờ vượt luôn rồi. Chết rồi, chưa được. Các bạn ơi, nó vẫn còn cái bức tường này. Ủa cái này là cái gì vậy? Ôi, đây có một cái đường đi gì vậy? Ôi, hình như có một sợi dây nó lơ lửng gì đây các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, nguy hiểm quá, coi chừng đó cái giác ơi, coi chừng đó. Ôi trời ơi, đằng kia có chỗ để thoát hiểm kìa các bạn ơi. Đúng rồi, đi nhanh lên rồi, đừng có đẩy rồi. Trời luôn, dắt rớt luôn rồi. Trời đất ơi, nhanh lên chị Mel ơi. Dắt rớt luôn rồi các bạn ơi. Trời đúng rồi, cái mê cung gì mà lava ở dưới cùng. Mình phải leo lên cái sợi dây siêu mỏng này luôn này các bạn ơi. Đi thôi. Ôi sắp được rồi. Trời, điện tẩy người ta. Xin lỗi, qua nè chị Mel ơi, sắp qua được rồi. Yeah, qua được rồi các bạn ơi. Vượt luôn rồi. Nhà này chắc là còn dắt nữa thôi là chúng ta có thể vượt ra được cái gọi là cái nhà tù của. Trời đất ơi, chán dắt thiệt chứ các bạn ơi. Thôi được rồi, ra tù thôi nào. Yeah, vậy là đã xong nhà tù của Huy rồi đó các bạn ơi. Thì các bạn thấy nhà tù của Huy như thế nào? Có khó không thì đừng quên comment chấm điểm cho Huy ở dưới nha. Còn bây giờ chúng ta đến với nhà tù của người tiếp theo. Đó chính là nhà tù của chị Mèo. Ôi ơi, làm bằng dắt diễn thạch luôn sao? Cứng quá vậy. Vậy làm sao mà vượt ngục được? Đúng là khó quá. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong cái nhà tù của chị Mèo xem thử nó khó tới mức nào nha. Được rồi, vậy là mình đã bị nhốt ở trong nhà tù của chị Mel rồi các bạn. Bây giờ dắt ơi, Huy ơi, hãy nghĩ cách để thoát ra khỏi cái nhà tù này. Bây giờ kiếm đi, kiếm là thử có chỗ nào đáng nghi không ta. Ở dưới ở giường này tôi nghĩ có thể là đáng nghi đâu. Huy ơi, lật cái giường này lên coi thử coi. Lật lên Huy ơi. Ok, có gì không. Ôi, không có gì hết trơn vậy. Ôi, cái nhà toilet này thử sao, lật lên thử dắt ơi. Ok, hãy cha. Ôi, cũng không có gì luôn. Ủa sao không có gì hết trơn vậy? Vậy cuối cùng chỉ có cái ghế này là nó khả nghi thôi, mà cái ghế này làm được gì ta? Ôi, thử nhảy lên. Ai cha. Cái ghế là sập xuống rồi kìa các bạn ơi. Wow. Vậy cái ghế là sập xuống là chúng ta sẽ có cái đường vô này các bạn ơi. Trời ơi, thì ra là cái ghế này cái đường vô. Coi được rồi, đi vô này. Ok vậy. Hình như chỗ này ôi nó có nhiều camera quá vậy. Chết rồi. Ôi chỗ này là cái chỗ có camera này các bạn ơi. Đúng rồi, ở đây có chỗ camera an ninh đó, cho nên mọi người đừng để cho nó thấy nha. Có camera an ninh rồi. Thôi chúng ta phải né những cái ánh sáng này đã coi. Ôi coi chừng nó phát hiện một cái là chết rồi. Ôi coi chừng. Ôi nó đang truy tìm một con chim nào. Ôi ở đây có cái hai camera. Ôi nhảy qua. Ai da dính cái la ve rồi. Trời đất ơi, mấy cái camera nó cứ soi liên tục luôn kìa bạn ơi. Đừng có soi tôi. Ai cha, nhảy qua đi.
ơi, giờ đây qua qua đi, dắt bay qua đi, qua đi, qua đây. Ôi, đằng kia chính là cánh cửa thoát kia các bạn ơi. Ôi, coi chừng hãy cha. À, được rồi, qua được rồi, qua được rồi. Ôi, nhưng mà làm sao để mở được cái cửa này đây chị Mèo ơi? Chết rồi, mấy cái camera nó sắp tới chỗ của mình rồi kìa. Kiếm cái cần gạt đây. Ủa, kiếm cái cần gạt. Ở trong mấy cái thùng này sao? Ôi, chạm biết trong mấy cái thùng này là ôi, đây ơi, cần gạt này, nhanh lên, nhanh lên, cái camera sắp tới rồi. Được rồi, gạt cần này. Hãy cha. Yeah! Thoát rồi nào anh em ơi. Tạm biệt mấy cái camera. Vậy là mình đã thoát khỏi được cái nhà tù của chị Mèo rồi các bạn ơi. Trời ơi các bạn thì thấy cái nhà tù của chị Mèo như thế nào, đừng quên comment chấm điểm cho chị Mèo ở dưới nha. Trời ơi cũng khó đó chứ bộ nó có mấy cái camera nó cứ soi liên tục luôn. Được rồi, và nhà tù cuối cùng của ai các bạn đoán được không? Của ai vậy anh em? Jasmine. Không phải của Toga tí gì nha các bạn ơi. Được rồi, và chào mừng mọi người đến với nhà tù. Thì trước tiên mọi người mời đi vô nhà tù này đấy, mời mở cửa nhà tù cho vô này, mở cửa này đi vô đây các tù nhân của ta. Sau đó mình sẽ đóng cái cửa này lại. Hãy cha được rồi, và các tù nhân hãy kiếm cách thoát khỏi nhà tù của Toga đi nào. Ôi trời ơi, sao chị Mèo đứng soi gương làm gì vậy trời? Trời ơi, gái thằng mình đặt cái gương ở đây là để dụ chị Mèo đó. Rồi đi. Đây thảm thì sao ta? Ở dưới thảm không có đâu, dưới thảm không có. Ủa, chị Mèo đó ở gần lắm kìa các bạn, chị Mèo đau bụng hoài vậy ta. Ôi trời ơi, sao vậy sao? Sao cái gì vậy? Dạ là trời ơi, trong cái coi đi. Dắt dẫn chị Mèo dắt đập cái toilet, cái lỗ ra cái đường vô luôn rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời lỗ cái đường vô rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mọi người chui vô đó đi, đó chính là cái đường vô đó. Vô ai rồi? Ai chui đầu đi? Ok, bắt đầu mọi người bắt đầu chui vô cái cầu rồi. Mọi người bắt đầu chui vô cái ống rồi kìa. Rồi rồi, mình sẽ coi. Ôi, Huy nấp nó đang chui vô trước rồi kìa bạn. Ôi, Huy nấp đầu. Ôi, Huy nấp nó qua được rồi các bạn ơi. Còn bây giờ còn dắt mấy chị Mèo đang cố gắng chui qua kìa bạn. Dắt đang bò qua kìa. Trời ơi, trời đất ơi, đúng rồi, chui ống cống mà đòi chui nhanh là sao mà đuôi chui được. Được rồi, sắp qua được kìa. Ôi, chị Mèo sắp qua tới rồi kìa. Con dắt qua luôn kìa. Ôi, qua được hết luôn rồi. Chúc mừng mọi người. Được rồi. Và bây giờ mọi người chính thức đi vô cái thử thách vượt ngục của tôi á. Bây giờ thử bước qua cái mặt đỏ này thử coi. Ủa có gì đâu. Báo động đỏ bắt đầu rồi kìa. Ôi, đó là đứa bắt đầu chạy đây. Bị bắt rồi bây giờ thôi. Bây giờ bò xuống ơi chị Mèo qua đây. Bây giờ ơi trời ơi, nó đang cố lên nè. Ôi đâu nó đang bị con nhện nó kẹt rồi kìa. Các bạn nhìn kia kìa, con nhện bắt rồi. Cố lên cố lên ơi, ở đằng sau rồi kìa ơi. Ôi còn dắt với chị Mèo ơi, vượt qua được cái thử thách xương động luôn rồi. Được rồi, bây giờ còn mỗi người đó. Bây giờ đợi Huy, đợi Huy vượt qua đó. Huy cố lên, Huy cố lên, qua đi Huy đó mày, cố lên cố lên, đi từ từ từ. Ôi ok ôi ơi, nó đang vượt qua cái bãi con nhện dính cái xương động kìa. Được rồi, cái ông con gái đây, ông đang tới rồi kìa. Sao vừa qua đây? Bây giờ ông kia chờ ông tôi gà nó đang tới rồi. Được rồi, bây giờ hãy mở cái đường ra và lấy kiếm tiêu diệt ông đi. Ông là người giữ chìa khóa đó Huy à. Có lên có lên. Ôi, ông tới kìa. Có lên có lên có lên. Rồi rồi rồi, xử ông đi, xử ông đi, xử ông đi. Ôi ôi ôi, có lên. Ôi ôi. Đánh ma. Chị Mèo đánh tập trung. Liệu mọi người có thể vượt qua được thử thách này không thì các bạn hãy cổ vũ tôi. Dắt và chị Mèo để có thể vượt qua được cái thử thách này đi. Và bây giờ hãy tiêu diệt ông này để lấy chìa khóa đi nào. Có lên có lên. Sắp được rồi. Sắp được rồi. Ôi ông đấm mạnh quá vậy. Ông đấm mạnh quá kìa các bạn ơi. Có lên. Ôi dắt sắp tiêu diệt được rồi. Ôi tiêu diệt được rồi. Đây chìa khóa nè. Làm chìa khóa và mở cánh cổng để thoát ra được khỏi cái nhà tù này đi. Được rồi, dùng chìa khóa mở ra. Yeah. Vậy là mọi người đã vượt qua được cái nhà tù của Toga rồi. Thì các bạn thấy nhà tù của Toga như thế nào? Hai ba người thấy như thế nào? Có khó không? Có khó không? Không khó thế nào luôn. Trời đất ơi, ghê vậy trời. Thì mọi người thấy như thế nào? Đừng quên comment nhé. Còn bây giờ thì đã xong rồi, bạn hãy nhớ chấm điểm nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.